Không biết là chị Yến có nhớ em hay không? Sau 5 năm thì muốn quay lại và em muốn chứng minh với chị là em đã học được rất nhiều từ cuộc đời. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn mặt em giống như em đang nhớ không? Không hiểu tại sao hôm nay chị bận cái bộ đồ y chang như cái thiết kế của em hôm đó. Không sai một chi tiết nào hết. Bộ đồ này mới thiết kế của hôm nay chị nhận được luôn á. Nếu mà chị xem lại cái bản vẽ của cách đây 5 năm trước thì nó sẽ y như vậy. Và em nghĩ là vũ trụ đã gửi cho em một thông điệp thì em sẽ đón nhận thông điệp này. Và chúng ta sẽ đến với video Trương Tấn Linh ạ. Khi bà tôi muốn chụp hình style Gucci kiểu. Cùng xem kết quả nhé. Em cho anh hỏi là tại sao em chọn bà nội của em? Bà để lại di sản cho em rất nhiều về những cái cách thiết kế, về cảm hứng thiết kế. Và em nghĩ là cái đề tài này không những là một cái đề tài của riêng em mà nó còn là một đề tài rất là mới mẻ và nó lạ hơn. Linh lớn lên với bà. Em lớn lên là không được ba mẹ nuôi dưỡng, em ở chung với bà của mình nên là em rất thương bà của em. Em đã tham gia TikTok World Cup năm 2021. Thật sự là cũng như anh Long có nhận xét là em chưa có thật sự có kỹ năng tốt về bên cắt may và thiết kế. Thì em còn nhiều điều muốn gửi gắm vào chương trình này. Xem cái clip của em á, yếu tố thời trang thật sự thì anh chưa có cảm nhận được quá nhiều. Mà bản thân thì anh có lời khen là em chọn chủ đề về người bà rất là hay và nó có một cái thông điệp. Chị biết cái trend này thì em bị thiếu một chỗ, đó chính là em không có background để mà người ta nhìn vô một cái là ta ấn định đây là Gucci liền á. Chị nhìn vô chị sẽ nghĩ em đang là một người phối đồ nhiều hơn. Khi em biết chị Võ Hoàng Yến là ban giám khảo của khi này nên em tham dự. Không biết là chị Yến có nhớ em hay không? Em với chị có một cái câu chuyện mà cách nay 5 năm, một chương trình khác. Lúc đó thì em còn rất là trẻ và em không có trưởng thành như bây giờ, em không có suy nghĩ chín chắn. Thì trong chương trình đó chị có nói với em một câu là để cuộc đời dạy cho em một bài học. Thì sau 5 năm thì muốn quay lại và em muốn chứng minh với chị là em đã học được rất nhiều từ cuộc đời. Và em muốn thể hiện trước chị trong cuộc thi lần này. Cái gì vậy? Câu chuyện gì xảy ra vậy? Anh nhìn mặt em giống em đang nhớ không? Chị xin lỗi em là cái Covid thì sao mà dạo này chị nhớ chị không được ổn lắm. Chị ý nhận xét cho em thì em không có biết lắng nghe mà em chỉ biết cãi. Thì nó là sau cuộc thi đó thì nó tạo một sự viral và em đã bị tấn công mạng. Không hiểu tại sao hôm nay chị bận cái bộ đồ y chang như cái thiết kế của em hôm đó. Không sai một chi tiết nào hết. Bộ đồ này mới thiết kế của hôm nay chị nhận được luôn á. Nhưng mà nếu mà chị xem lại cái bản vẽ của cách đây 5 năm trước thì nó sẽ y như vậy. Để lát về Google lại coi. Và em nghĩ là vũ trụ đã gửi cho em một thông điệp thì em sẽ đón nhận thông điệp này. Mà anh rất là thích Linh khi mà em nói rằng là người bà là một cái di sản của em. Sau khi mà em đã trải qua một cái câu chuyện như vừa rồi, nếu như cái bài học này mà em đã rút ra rồi thì ngày mai đời lại dạy mình tiếp một bài học nữa. Em nghĩ là mình có nên xem một cái clip nào mà về đồ của bạn thiết kế ở trong này không ta? À, có một cái clip về đồ cưới, đó là một cái đồ án tâm huyết của em. Tất cả các đồ này là em tự may hết rồi. Xem cái clip đầm cưới của em á thì em thấy là cái clip này nó hay hơn cái clip lúc nãy và em chọn nhạc cũng rất là ok. Tại vì cái đó là thế mạnh của em. Còn đồ cưới, bộ đồ cưới là 100% tất cả chi tiết đó đều đính kết bằng tay, em đều đính kết thủ công hết à. Anh nghĩ rằng là hình như là em đã có một phiếu của anh Long rồi đó. Đa số các bạn thí sinh hình như là hay bị chọn sai cái clip để đem đi dự thi. Đến trường hợp của em bây giờ nó lại vẫn tiếp tục ở trong cái dẫm chân đấy. Em có nhớ lúc nãy đại diện của TikTok chị Ivy có nói gì không? Tiêu chuẩn là khung hình phải đạt đúng chất lượng là 9:16, không vi phạm nội quy của TikTok, không được có hương hiệu hay là nhãn mác của những đơn vị khác. Và xin mời các vị giám khảo đưa ra quyết định của mình ạ. Xin mời ạ. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng em. Đón xem tập tiếp theo của Fast Track 2022 by TikTok sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2022 trên kênh TikTok chính thức của chương trình, 21 giờ trên hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC.